Quý vị và các bạn thân mến, ngồi trên du thuyền, thưởng thức điểm tâm sáng và chiêm ngưỡng cảnh sông nước là một trong những trải nghiệm thú vị đặc biệt khi đến với Cần Thơ. Và hãy cùng Tây Đô Ngày Mới sáng nay chúng ta sẽ cùng mời quý khán giả tìm hiểu cảm nhận của du khách đang trải nghiệm trên du thuyền Ánh Dương Tây Đô tại Bến Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ, quý vị nha. Lần đầu tiên anh được đến và được đi trên chợ nổi Cái Răng này, cảm nhận rất là thanh bình vì mình được nghỉ ngơi này, được gặp mọi người rất là thân thiết, khung cảnh thì cũng rất là yên bình. Nói về chất lượng bữa ăn thì nó như nhau, nhưng mà về cái quang cảnh có những cái không khí đẹp thì mình cũng cảm thấy thức ăn nó ngon hơn. Cảm giác thì nó khác với những lúc mà mình đã ăn trên bờ, chị, là không khí nó mát mẻ và mình được ngắm cái chợ nổi rất là vui. Nhìn đông đúc, rồi cảm giác lần đầu tiên mình ở miền Tây mà mình nhìn còn cảm thấy rất là thích vậy. Mà thì những cái người mà khách du lịch ở xa tới đây thì chắc chắn là họ rất là thích. Cần Thơ là trung tâm của cái vùng đồng bằng thì mình muốn cho Cần Thơ nó sẽ ngày một phát triển hơn, thì từ đó mình mới làm ra một cái thuyền này để mà buổi tối thì mình sẽ chạy nguyên cái view sông Cần Thơ mình. Cái ngày thường thì trên du thuyền mình vẫn bán cà phê ở sông nước bình thường để cho có thể là người ta uống cà phê, người ta ăn sáng, người ta ngắm hoàng hôn trên sông. Còn thứ bảy chủ nhật thì mình sẽ chạy cái tiếng chợ nổi Cái Răng để mà phục vụ thêm, có cái mô hình mới cho khách đến Cần Thơ sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Buổi sáng thì 6 giờ là mình đã bắt đầu phục vụ, thì khách có thể xuống cà phê ăn sáng hoặc là ăn trưa. Còn buổi tối thì hành trình thì 7 giờ mình sẽ chạy trên cái tiếng sông Cần Thơ mình giờ cho tới 9 giờ để phục vụ các món ăn đặc trưng của Nam Bộ. Hướng du lịch mình là hướng du lịch xanh, thì mọi cái nguyên liệu mà để mà mình làm ra các món ăn thì mình chọn lựa rất là kỹ lưỡng, cho nên là vấn đề an toàn vệ sinh phẩm thì nó là bảo đảm 100%. Thực ra thì cái hoạt động của mình thì nó khoảng chưa đầy 2 tháng. Mà mình cũng là một cái mô hình mới, tức là khách phản hồi rất là tích cực để cho Cần Thơ mình nó có nhiều cái mới hơn. Ngoài thưởng thức điểm tâm sáng với không gian mát mẻ trong lành trên dòng sông Hậu, thì tại du thuyền Ánh Dương Tây Đô, du khách cũng sẽ được ngắm nhìn cảnh đẹp lung linh về đêm và thưởng thức những món ăn đậm chất Nam Bộ. Một trải nghiệm tuyệt vời cho du khách khi đến với miền Tây sông nước Cần Thơ.